Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay ngày 5 tháng 9 năm 2019, và bây giờ cũng là hơn 11 giờ tối cho các bạn nhé. Và lời đầu tiên video cho mình gửi lời chào tất cả các bạn đã đăng ký kênh và ủng hộ sản phẩm mình trong suốt thời gian qua. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn chiếc Samsung. Con này là chiếc Samsung A8 2018 nhé. Con này là chiếc Samsung A8 2018. Và mình sẽ nói sơ cua qua về con này. Con này thì cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ 32GB. Con máy này là máy bản Hàn các bạn nhé. Con máy này là màn sách tay Hàn các bạn nhé. A8 2018 bản Hàn các bạn nhé. Hình thức là máy đẹp 98% các bạn nhé. Hình thức đẹp 98%. Con này là bản Hàn các bạn nhé. Và sản phẩm Samsung A8 2018 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.800.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này các bạn nên đặt hàng mình sớm nhất nhé. Con này là máy bản Hàn các bạn nhé. Bản Hàn nguyên zin Hàn luôn nhé. Mình nhập nguyên chiếc của Hàn, bên Hàn về nhé. Đấy. Con này là bản Hàn, nhưng mà các bạn muốn, các bạn này là bản này là màn một sim nhé. Các bạn muốn hai sim thì các bạn phải nâng cấp lên nhé. Con này đang một sim, các bạn nào mua về mà muốn nâng cấp hai sim thì các bạn phải nâng cấp lên hai sim nhé. À, con này nhập nguyên chiếc và từ Hàn về, máy rất là đẹp các bạn ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này thì các bạn nhanh tay hàng thì mình sớm nhất. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình. Số điện thoại mình thì có số là 0966221789, và số thứ hai là 0833221789. Các bạn gọi số 1 không được, các bạn có thể liên hệ số 2 giúp mình nhé. Và hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể là chọn hình thức nhận chuyển khoản trước cũng được. Và hình thức thứ hai là các bạn nào chưa tin tưởng bên mình ấy, thì các bạn có thể chọn hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn chiếc Samsung, con này là Samsung A5 2017 nhé. Đấy. Con này là chiếc Samsung A5 2017. Đấy. Và cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB nhé. Con này là máy cũng là của Hàn Quốc nhé. Nhưng mà mình đã, con này thì mình đã nâng cấp lên hai sim sẵn đấy nhé. Đây. Hình thức là máy đẹp keng các bạn nhé. Vỏ rất là đẹp keng, màn hình đẹp keng. Nhưng mà tình trạng máy thì mình sẽ tả luôn các bạn, con này là chỉ bị, các bạn để ý này. Đây. Chỉ bị sứt một tí đây nhé. Chỉ bị sứt một tí đây, nói chung là không ảnh hưởng thì các bạn nhé. Chỉ bị sứt một tí đây. Và sản phẩm Samsung A5 2017 này thì bên mình đã thanh lý khay sim thì mình vừa bỏ ra, mình chưa lắp vào. Đây là trên đầu là khay sim nhé, đây là khay sim, khay sim 1 này, đây khay sim 2 là phải. Đấy, như thế mình không nhớ rõ cho lắm. Thì con này thì bị sứt một tí kính ở góc chỗ này nhé, thì mình nói chung là cái này tí này thì không nhìn thấy, để ý kỹ mới thấy nhé, còn bình thường không thấy các bạn nhé. Và con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 1.800.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2017 này nhé. Con máy này máy màu hồng nhé, nói chung là không phải là màu hồng đâu, màu nói chung là nghệ nghệ một tí này. Con này máy màu nghệ một tí, không phải hồng tươi nhé, nghệ nghệ một tí, cam ấy. Thì các bạn nên đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Và con này là mình đã nâng cấp lên bản hai sim sẵn rồi các bạn nhé. Đây, tình trạng là bị sứt một tí như này thì mình sẽ thanh lý cho các bạn với giá 1.800.000. Nói chung là sản phẩm Samsung A5 thì cũng rất là tuyệt vời nhá. Đấy. Cũng không, nói chung một tí này thì cũng không ảnh hưởng gì đâu các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc, con này là chiếc A6 2018 nhé. Con này là cũng là bản Hàn nhé. Con này cũng là bản Hàn thì sao, thì mình sẽ thêm tiếng Việt cho các bạn. Con này cũng là bản Hàn nhé. Và cấu hình con này là RAM 3GB, cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Con này là A6 2018 nhé. Con này là bản Hàn các bạn nhé. Con này là bản Hàn mà là bản Hàn một sim nhé. Con này các bạn có thể là nâng lên hai sim nhé, nhưng mà mình chưa nâng lên hai sim nhé. Các bạn nào về thích hai sim, hai sim thì các bạn có thể là nâng lên hai sim nhé. Này, máy hình thức là máy đẹp keng luôn các bạn nhé. Đấy. Máy Hàn thì thường là nhiều con dòng là rất hay một sim nhé, nhưng mà dòng G7 Pro bên mình ấy, thì sẽ là hai sim sẵn rồi nhé. Đấy. Vân tay này. Con này con A6 này, KT thường hay là đấy. A6 thì Samsung A6 2018 này
Thì hình thức con này là máy đẹp keng và bên mình đã thanh lý với giá là 2.400.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A6 2018 này nhé, các bạn nhanh tay hàng là sớm nhất nhé. Con này là máy màu gold nhé, rất đẹp các bạn nhé. Này. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A6 2018 bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Máy màu gold rất là đẹp ạ. Con này cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Đấy, rất là đẹp nhé. Nói chung là công nhận cái con A8 2018 con này đẹp thật, cái nắp xanh đẹp beng các bạn ạ, bóng nhảy luôn. Đẹp lắm các bạn. Và bên mình thì có ship 3 miền nên là các bạn cứ yên tâm, và mình ở clip này mình cũng nhắc lại các bạn luôn, tại vì tính mình thì mình hay bị quên. Thì các bạn nào mà mình chưa ship hàng thì mong các bạn lại gọi điện lại AD lại giúp mình nhé, mình sẽ ship hàng lại cho các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo của tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6 Plus. iPhone 6 Plus thì hôm nay mình vừa mới lượm lại con này của khách. Và con này là bản Hàn 64GB nhé. Con này là bản Hàn 64GB. iPhone hình thức con này đẹp 90% các bạn nhé. Hình thức là đẹp 90% nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 Plus bản Hàn 64GB này nhé, các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 3.200.000 các bạn nhé. Này, máy thứ nhất là con máy này là mình sẽ bao cho các bạn main zin, màn zin nhé. Pin thì pin dung lượng thì rất là cao nhé. Pin thì con này thì đã khách đã thay pin sẵn. Pin tình trạng pin là 100% các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung iPhone 6 Plus bản 64GB màu gray này nhé, bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 3.200.000 các bạn nhé. Đấy, máy hình thức là còn 90%. Con này thì vân chân vân tay đầy đủ nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6 Plus. 6 Plus thì hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Đây. Con này là iPhone 6 Plus, con này cũng là bản 16GB nhá. Con này bản 16GB, bản Mỹ 16GB nhá, iPhone 6 Plus. Tình trạng con này phải đẹp 95% nhé các bạn nhé. Tình trạng là máy đẹp 95%. Và sản phẩm iPhone 6 Plus bản 16GB này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.800.000 nhé. Con này mình vừa về ngày hôm nay. Con này hình thức là máy vân chân vân tay đầy đủ nhé. Đấy. Vân chân vân tay đầy đủ ạ. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 Plus bản 16GB này các bạn nhanh tay hàng mình được sớm nhất nhé. Hôm nay mình vừa mới thâu lại con này của khách. Và bên mình đang thanh lý với giá là 2.800.000 các bạn nhé. Máy màu hôn các bạn nhé, rất là đẹp ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì hôm nay nhà mình còn về tiếp tục được 3 chiếc nhé. Một màu đen và hai màu gold nhé. Và sản phẩm Samsung Z7 Pro thì ba con này là đều là bản Hàn hết nhé. Bản Hàn thì con này là bản Hàn 2 SIM hết nhé. Bản Hàn đã có sẵn 2 SIM nhé. Hình thức là máy đẹp 97, 98, 99% nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro này nhé, các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhé các bạn nhé. Đấy. À, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB nhé. Máy hình thức rất đẹp nhé, bản Hàn, tất cả là bản Hàn, rất là đẹp. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro, các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Đấy, nhà mình thì còn 2 chiếc màu gold và một chiếc màu đen nhé các bạn nhé. Rất là đẹp ạ. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, hôm nay thì mắt mình cũng dính hết rồi các bạn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5S. iPhone 5S thì con này hình thức là đẹp độ 85%. Và con này là máy tình trạng là bị mất vân tay nhé. iPhone 5S đẹp 85%. Và tình trạng con này là máy bị mất vân tay. Và sản phẩm iPhone 5S mất vân tay này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5S mất vân tay này các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Con này bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu đồng nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5 thường. iPhone 5 thường thì mình còn 2 chiếc nữa nhé. Hôm nay mình về tiếp được 2 chiếc nhé. Và sản phẩm iPhone 5 thường ấy thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.100.000 các bạn nhé. Máy hình thức là đẹp 97-98% các bạn nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là 1.100.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 thường này nhé, các bạn nhanh tay hàng cho mình sớm nhất nhé. Đây, máy màu trắng nhé. Và bên mình thì có ship 3 miền nên là các bạn ở xa cứ yên tâm không phải lo nhé.
Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày em giới thiệu với các bạn là chiếc Oppo A7s. A7s thì hôm nay mình vừa mới về con này xong. Hình thức con này đẹp 90%. Và sản phẩm Oppo A7s này thì cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ là 16GB. Con này thì bên mình đang thương lý với giá là 1.900.000 các bạn nhé. 1.900.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s này nhé, các bạn nên tay đặt hàng về sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thương lý với giá là 1.900.000 các bạn nhé. Này, máy rất to, rất là đẹp các bạn. Nhà rất là to, Oppo A3s cũng khá là thành công. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Xiaomi Mi 4 nhé. Mi 4 thì cấu hình con này là RAM 3GB. Hôm nay mình vừa mới về con này xong. Máy hình thức nó đẹp. Đấy, mình vừa mới về con này xong nhá. Máy hình thức nó đẹp 97%. Và con Mi 4 này thì bên mình đang thành lý với giá là 1.100.000 các bạn nhé. Thì mình sẽ tặng kèm các bạn một cái ốp giả xa đấy các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Xiaomi Mi 4 này nhé, các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Hình thức là máy đẹp 97% nhé. Điện thoại đâu. Con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhá. Máy rất là đẹp các bạn nhé. Đẹp 97% nhá. Bạn nào thích sản phẩm Xiaomi này nhá, các bạn đi tài hàng mình là sớm nhất nhá. Mi 4 nhá các bạn nhá. Đấy, có ốp giả da rất đẹp nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A6. A6 thì con này là hình thức là đẹp 90% này. Thì viền bo cạnh rất là đẹp, nhưng mà cái lưng thì họ không dùng ốp rồi. Thì sức phải phải một chút nhé. Cái lưng mình sức phải một chút. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.100.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A6 2018 này nhé, các bạn nhanh tay hàng cho mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.100.000. Và cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Con này là bản công ty 2 SIM nhé. Con này là bản công ty 2 SIM các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A6 này, các bạn hãy về hàng mình sớm nhất nhé. Máy rất là đẹp các bạn. Chỉ bị xước một tí chút lưng thôi nhé, nó không vấn đề gì nhé các bạn nhé. Có máy zin nguyên bản nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A6 này các bạn nhé, nhanh tay 2018 nhé, hàng mình sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6 thường. iPhone 6 thường thì hình thức con này đẹp, hình thức con này là đẹp 80% này, máy sức vỏ này. Con này khách cũng dùng lâu rồi nên sức vỏ rồi. Và con này là bản iPhone lock nha các bạn nhé. iPhone lock nhé. Con này thì vân chân vân tay đầy đủ các bạn nhé. iPhone 6 thường lock nhé. iPhone 6 thường lock bản 16GB nhé. Bản GI 16GB. Và con iPhone thường lock này thì bên mình đã thanh lý với giá là 1.000.000 các bạn nhé. Rất là rẻ nhé. Nói chung là các bạn muốn dùng con này thì về các bạn phải mua thêm sim ghép nhé. Thì vì sim ghép thì mình thì đang hết nhé. Không, giờ này thì bên mình đã không có sim ghép ạ. Thì bạn nào mà mua sản phẩm iPhone 6 thường lock này nhé, thì các bạn phải mua thêm một cái sim ghép là các bạn dùng ok nhé. Và con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 1.000.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 thường lock các bạn nghe hàng mình là sớm nhất nhé. Bên mình thành lý với giá là 1.000.000 các bạn nhé. Nói chung là con nào mình thanh lý rẻ, mua rẻ các bạn thì mình sẽ thanh lý các bạn giá hời nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung J7+. J7+ thì hôm nay nhà mình về được chiếc màu gold này các bạn nhé. Và sản phẩm hình thức con này là đẹp 95%. Và con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.800.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7+ này, các bạn nhanh hàng mình sớm nhất. Cấu hình con này là RAM 4GB và bộ nhớ là 32GB nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung J7+, bạn nhanh hàng mình sớm nhất nhá. Và bên mình thường thì hay chốt đơn vào buổi sáng. Mình phát video buổi tối và chốt đơn buổi sáng, thì buổi trưa mình sẽ ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chốt đơn vào buổi tối và buổi chiều buổi tối thì phải hôm sau mình ship cho các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng con này thì cũng con cuối cùng bên mình rồi. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Thì các bạn xem video mình hay thì các bạn nhớ là hoan hỉ chia sẻ video mọi người thân. Và các bạn có thể lên YouTube và đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình các bạn nhé. Các bạn có thể là search
triệu. Đây các bạn có thể là search triệu phú TV 2 hoặc là TV 1 thì triệu TV này, các bạn có thể là kích còn TV đây TV 2 này nhé. Này các bạn có thể là kích vào cái mục mà các bạn kích vào đăng ký kênh này, đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên có những video gì mới nhất mình phát cho các bạn này. Thì các bạn thể là xem là đầu tiên các bạn nhé. Đấy nhờ. Và cũng muộn rồi và xin chúc các bạn đang một buổi tối ngủ ngon và ngủ ngon, và mình cũng xin dừng clip tại đây nhé. Xin chào các bạn nhé.